Ok, hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay tôi đang rất là vui mừng vì cái đơn hàng mà tôi đã đặt, một cái đơn hàng mà tôi tìm đặt mua ở bên Nhật và đến bây giờ gần một tháng trời mới về đến đây. Và đây có thể cũng là một trong những cái con mà đầu tiên, không rõ là đầu tiên đó, nhưng mà một trong những con đầu mới mà có thể unbox được ở Việt Nam hiện tại. Anh em nhìn góc này, không được thì nhìn góc này nhá. À, bộ đôi, trời ơi, nhìn sao được nhỉ? Nhìn góc này đi. Đây, đây chính là Dioramatic Zoro Noa Zoro, hai cái con mô hình trong cái bộ Dioramatic. Đây là cái set mới, một cái set mới cũng vừa mới ra đấy ạ. Cái mô hình của chúng ta ấy sẽ gồm thân và có một cái Dioramatic mà người ta hay gọi là sa bàn đấy. Cụ thể như thế nào thì bây giờ mình cùng unbox nhá. Thực ra thì đây chỉ là một trong những cái mô hình mà mình đã order trong một cái đợt vừa rồi, tại mình hay có thói quen là gộp nhiều nhiều đồ một tí ấy. Xong rồi order một lượt cho nó bõ. Thì đây, anh em có thể nhìn thấy từ góc xa nhá. Đây chính là Dioramatic Zoro Noa Zoro phiên bản Brush bản A. A, B, C, D. Lát nữa mình sẽ nói lý do vì sao lại có cái A, B, C, D như thế. Còn đây cũng là y hệt như vậy, nhưng mà đây là bản B, tức là bản anime. Mình giải thích luôn nhá. Ở đây này, nếu anh em không nhìn rõ thì nhìn góc này nhá. Chúng ta có bản A là brush, bản B anime, bản C là brush tones và bản D là the tones. Và vì sao lại có cái kiểu như vậy thì đây thực ra là một đây này, Ichiban Kuji đây này. Đây chính là một line của Ichiban Kuji anh em ạ. Thực ra nó lại là của Ichiban Kuji. Cái hộp này ban đầu thì là mình liên tưởng đến cái dòng SMSP, nhưng không ngờ thì cuối cùng thì đây lại là Ichiban Kuji. Và Ichiban Kuji thì chính là cái xổ số, và lần đầu tiên mình được cầm cái xổ số của Ichiban Kuji trên tay là hai cái này này, hai cái này. Kiểu như bóc tem ấy, xổ số tem ấy, nó sẽ bộp. Mình cũng không hình dung là lúc bóc như thế nào đâu, nhưng mà đây là cái tem đã được bóc rồi và cái người bán họ để kèm ở đây cho mình thôi. Chứ còn A và B là hai cái bản có màu rồi, là hai cái bản mà mình nghĩ là có giá trị nhất. Còn C và D ấy thì nó sẽ là hai cái bản không màu. Không màu luôn nhá. Và thường thì sẽ có giá rẻ hơn. Mặc định giá cho một cái lần mở gacha như thế này là 5.000 yên. Anh em sẽ bỏ ra 5.000 yên. Khoan khoan, bây giờ mình bóc cái gì nhỉ? Mình sẽ bóc bản A thôi. Tại vì mình dự định là sẽ mua mình sẽ mua còn bản A này để chơi, chơi một con thôi. Còn bản B thì mình sẽ định bán lại. Còn nếu mà sau này không ai mua lại thì mình lại mở nốt. Ok, không sao cả. Một con này rẻ mà. Chào mừng em quay trở lại với Moon Toy Station và bây giờ hãy cùng mình ăn bóc cái hộp này nhá. Sorry anh em, cho là tâm trạng mình đang rất là phấn khích nên là nói vấp rất là nhiều. Lâu lắm rồi, thực sự lâu lắm rồi mình mới có dịp được unbox một cái hộp nó to như thế này, sướng dã man luôn. Nhưng mà cái tâm trạng của mình nó chưa được thực sự là hoàn hảo cho lắm, tại vì sao anh em biết không? Trong cái lúc mà mình đang đợi cái config này về ấy, thì mình vô tình đi vào hiệu sách của Fahasa và thấy config mình đang đợi mua trong Fahasa họ đã có rồi. À, cày dã man. Đây, bên trong này. Và mình cũng đã kiểu mường tượng ra được cái size của nó như thế nào rồi, cũng hơi thất vọng một tí, nhưng mà không sao. Chúng ta hãy cùng unbox nha. Go. Nhẹ tay, nhẹ tay. Hết. Cách đóng gói này cũng hay, tại vì chúng ta không có một chút giấy ni lông gì cả và chiếc phích hoàn toàn nằm trọn vẹn ở trong hai cái vỉ nhựa này. Đấy. Cho nên đấy chính là lý do vì sao mà chiếc phích nó hơi nhỏ thôi. Nhưng mà cái hộp thì nó lại lớn như vậy. Em có thể nhìn bên này nhá. To như này cơ mà. To dã man luôn. Sau khi mình tách, à, phải cắt đã.
Cắt ra đã. Về tạo hình thì đây là cái lúc mà Zoro đang chuẩn bị coi như thành cái gì nhỉ? Chỉ có chuẩn bị thức tỉnh cái Haki Bá Vương rồi ấy, lúc đánh với King đúng không? Rồi, mình sẽ không gỡ hết ra đâu. Ở đây sẽ không rõ đâu, mình sẽ phải đưa thẳng ở mặt này để anh em thấy này. Đó. Hoặc anh em nhìn bên này nếu nó hơi khó nhìn nhá. Đây. Đây là góc máy của iPhone 14 nhá. Trời ơi. Trời ơi. Đó, mặc dù mình đã biết là kích thước của nó rồi, cũng khoảng khoảng nho nhỏ như này thôi, và có thể là nó ngang với kích thước của một con DXF mà thôi. Tuy nhiên thì do có thêm cái đế này này, cái sa bàn này này, cho nên cảm giác cầm khá nặng và khá đầm tay. Để mình soi qua một chút về gương mặt này là có lỗi gì không nhá. Rất rất là sợ nếu như mà có một cái lỗi gì đấy lem luốc ở mặt thì nguy hiểm lắm. Theo như mình soi qua thì không có vấn đề gì, hiện tại chưa thấy vấn đề gì về lem luốc hay là về lỗi. Được. Ưng. Ừ. Tuyệt vời, may quá. Lỗi gì thì chết. Nào, dừng lại lên đây nhá. Đây, anh em có thể xem. Tuyệt vời không? Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn. Rồi, giờ mình sẽ xem phụ kiện. Phụ kiện thì có cái gì đâu, ông này lúc nào cũng ba cái kiếm. Một này, hai này, ba cái kiếm. Ba cái kiếm đây. Ba cái kiếm đi nhá. Đây. Sẽ để vào đây. Cất cái hộp này ra một bên. À, không biết là anh em chơi fix ấy, anh em thích chơi fix mới, thì thường là những cái hộp mà to như thế này thì anh em sau khi unbox xong anh em có giữ hộp hay không, có thể chia sẻ cho mình biết với nhá. Chứ như mình thì những cái hộp nào cực kỳ quan trọng mình giữ lại mình chơi, chứ những cái hộp nào mà kiểu cũ quá rồi mà nó tốn nhiều chỗ quá ấy, thì thôi tạm biệt. Chúng ta tiếp tục là lắp. Tôi lấy cái đế xoay nhá. Xong rồi đấy anh em ơi. Cái trải nghiệm lắp kiếm cho Zoro cũng khá là rén. Bởi vì sao? Thường ấy thì những cái chuôi kiếm ấy, ở phần cuối của chuôi kiếm nó thường có những cái gọi là đốc kiếm, nó lồi hơn, nó to hơn. Khi mà anh em luồn vào trong cái nắm tay của Zoro ấy, và nhất là con phích này, thì cái nắm tay nó là kiểu thiết kế nên vừa đủ ấy. Cho nên khi mà anh em cho vào nhá, cần lực rất là nhiều và cần phải lựa. Và nếu anh em làm không cẩn thận thì có thể gãy là chuyện rất bình thường. Và đây là con phích cuối sau khi mình đã lắp xong. Hoàn chỉnh. Trông sẽ như thế này. Wow. Rồi thì về chi phí thì lúc nãy mình đã nói rồi đúng không? Mỗi một con 5.000 yên. Nhưng mà đấy là 5.000 yên nếu mà anh em mua ở bên Nhật. Thế thì muốn mua ở Việt Nam thì sao? Anh em có thể tìm. Mình thấy cũng có vài shop có rồi đấy. Nhưng mà giá không dưới 1.500.000 đâu. Còn nếu anh em mua bên Nhật, muốn mua chính hãng, muốn thử cảm giác mua thẳng ở bên Nhật, thì anh em có thể tìm thử trên Mercari. Đấy là cách mà mình đã từng mua. Anh em tìm cái shop nội địa họ mua ở bên Nhật ấy. Sau đó nhờ người mua hộ cho. Sau đó thì họ sẽ mua hộ, họ nhận hàng. Sau đó họ sẽ gửi thẳng về Việt Nam cho mình. Thời gian thì đấy, từ 3 tuần cho đến 1 tháng, khá là lâu. Chi phí thì cũng không rẻ hơn cái chi phí khi mà anh em mua hàng ở Việt Nam lắm đâu. Nhưng mà nó có cảm giác là mình đang đi săn hàng. Và đấy là cái mình thích. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một vài con ra so sánh nhé. Mình nghĩ đây sẽ là cái góc tốt nhất anh em có thể xem khi mà review chính diện, trực diện từ con iPhone mà mình đang quay nhá. Góc này này. Thì anh em có thể thấy là... Trời. Và mình không nói nữa, anh em tự cảm nhận đi. Đây. Toàn bộ con phích khi nhìn trước mặt trông sẽ như thế này. Độ cao nhá, chiều cao nhá, thước đây, vừa lấy xong, vừa chạy ra ngoài lấy thước anh em ạ. Nó sẽ cao khoảng 16 cm. Còn thân hình của Zoro mà đứng lên thì mình cũng không biết là sẽ cao bao nhiêu đâu. Mình sẽ thử những cái scale khác nhau xem nó như nào. Đây, ví dụ như một trong những con mà gần nhất mình vừa mới mở là con này. Cũng của Ichiban Kuji. Sẽ để vào đây, anh em sẽ so sánh rõ ràng là nó bé hơn khá đúng không? Bé hơn khá này. To này cơ mà. Con bên này to này cơ mà. Cho hàng con này đứng lên trước nhá. Em thông cảm cái đế nhỏ quá.
Đấy. Trông này mà. Trông đều chiến như nhau, đều chiến như nhau luôn. Hay để mình so với con kinh nghiệm áp tít này thì mình nghĩ là cái con này nó sẽ cùng hợp cái form và cùng hợp với lại cái kích thước này hơn này. Hai con này chắc to cũng na ná nhau, to cũng na ná nhau thôi. Đó. Hay như là cuối cùng mình có thể so cho anh em là khi đứng cạnh một con SMSP mà lúc nãy mình nói ấy, thì nó to như thế nào. Đây mình cầm luôn rồi nhá. Nó to hơn rất nhiều luôn. Con SMSP to hơn rất nhiều, coi như là kiểu nó anh em nhìn cái cẳng chân của con SMSP nó đã to như này rồi. Đây. Đây chính là SMSP của mình này. Rất to luôn đấy. Còn con này nó kiểu nó nhỏ hơn, nó mi nhon hơn. Chính xác thì nó sẽ to hơn đế ghép một tí. Nó gần ngang với kích thước của một con kinh nghiệm Atit ha. Rồi. Con mà bản anime ấy, thì cái màu nó sẽ tươi hơn một tí. Bản Blood này nó sẽ đổ màu theo kiểu nó thật thật hơn, còn bản anime nó sẽ giống như kiểu hoạt hình hơn. Tức là cái phần da này sẽ trắng trắng hơn này. Xong rồi cái phần đâu nhỉ? Cái phần vạt áo này nó sẽ đỏ hơn, nó thẫm hơn một tí. Nói chung là nó sẽ đổ màu theo hệ giống kiểu hoạt hình hơn anh em nhé. Đó. Còn lại thì tất cả các thứ mình không chê một tí gì nữa cả rồi. Đây, ví dụ như mọi lần nhá, khi mình lắp kiếm cho một con Zoro nào đấy thì cái phần kiếm nó rất là lỏng. Tuy nhiên khi anh em lắp vào con này nó chắc 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 cứng luôn này. Cứng luôn đấy. Không thể lung lay được, cái kiếm vào mồm này cũng thế. Có tác động nhẹ nhẹ tí nó cũng không bay ra đâu. Còn cái kiếm này cũng cứng. Nhưng mà có thể lung lay này, có thể lấy ra được này. Rồi. Ok nha, vậy hôm nay mình đã bỏ ra khoảng cứ coi như là 6.000, hơn 6.000 yên đi để làm chiếc clip này cho anh em. Không biết anh em thấy sao, con fix này có đẹp hay không, chứ mình thấy nó cháy hết sức rồi. Lát nữa mình sẽ đưa nó ngay vào trong cái tủ đằng sau kia và sẽ lại phải sắp xếp lại xem nó nên làm vị trí nào để phù hợp nhất. Còn anh em thì sao? Đừng quên để lại một lượt like, share và comment để giúp mình cùng phát triển kênh hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.